Đi với bắp cải nãy nè của mình nè, thả vô xào nha, thả vô thả tàu rồi mà đẹp không, xào lên đây một miếng tiêu nữa. Hello cả nhà, hôm nay là ngày ăn chay nên em sẽ làm món ăn là udon xào chay, xào rau củ với tàu hũ. Ok, thì bây giờ bắt tay vô làm nha. Cái thành phần của em hôm nay gồm có là tàu hũ, đây là udon đông lạnh á, rau củ thì gồm có bắp cải, broccoli, bông cải xanh, và đây là một củ cà rốt. Này là mình có rau củ gì thì mình ăn rau củ đó. Và đây là nửa củ hành tây và một củ hành tím. Đây nè, sorry quên nữa, đây là phần tàu hũ này nữa nè. Tàu hũ đây là tàu hũ dai á, nó bán có trộn giống như là tàu hũ kia trong đây á, nên nó ăn rất là dai là ngon. Em như lên thêm là em sẽ có hai loại tàu hũ nha cả nhà. Và đây là nấm đông cô, ngâm cho nó mềm rồi đó. Nấm đông cô mình có nấm tươi, sợi nấm tươi em có nấm đông cô. Bây giờ em sẽ cắt bắp cải ra nha. Dạ rồi, bắp cải ra cắt vừa vừa, đừng cắt to cũng đừng cắt nhuyễn quá để mình xào mà. Khoảng như vậy là vừa để mình xào mình ăn á. Vô thau nha, bắp cải cắt. Bây giờ em sẽ cắt cà rốt ra. Ra cũng sợi sợi luôn. Rạn nó ra, em cắt cho nó lẹ đó. Bỏ vô cái dĩa nha, đó, một bên. Bỏ vô một cái dĩa kế bên cà rốt luôn. Củ hành nha, củ hành trắng mình cũng cắt luôn. Củ hành tím một cắt ra luôn, cũng nhuyễn hồi xào cho thơm. Rồi bây giờ em sẽ cắt bông cải xanh ra. Xào thì có rau củ nhiều thì ăn nó ngon. Bự thì mình chẻ nó ra, còn nhỏ nhỏ thì mình để luôn. Em thích ăn bông cải xanh này nấu canh hoặc là luộc á, ngon. Rồi, bỏ vô đây nha. Đây, bây giờ em đi ngâm muối. Bây giờ em dặn nước vô rửa, ngâm nước muối. Bỏ muối vô. Ok, ở đây là ngâm muối nha. Tàu hũ này em mua trong chợ Mỹ nè. Mình cắt miếng vừa ăn để chút hồi em chiên á. Chiên xong mình chỉ bỏ vô trong udon mình ăn thôi. Cắt mỏng mỏng rồi chiên nè, chút hồi em chiên là bỏ lên trên bì em ăn luôn, udon ăn luôn chứ không cần em phải cắt lại nữa. Rồi em bỏ vô cái dĩa đó, chuẩn bị một cái dĩa kế bên. Cái phần tàu hũ mình mới cắt xong lên. Rồi, cái tàu hũ dai cũng vậy luôn, em cũng cắt miếng vừa ăn luôn. Mình chiên. Tàu hũ này nấu lẩu ăn ngon nè, nếu mình ăn mặn mình nấu lẩu, tất cả các loại lẩu, lẩu dê, lẩu gì được ngon lắm, nó dai ngon lắm. Rồi, bỏ vô cái dĩa luôn. Đây, bỏ vô cái dĩa. Xong, bây giờ thì đi rửa rau chiên. Cái nước để mình luộc udon á, nó sôi lên thì bây giờ em bỏ đây chút xíu muối. Cắt udon bỏ vô luộc. Udon này là chợ nào cũng có bán, chợ Mỹ cũng có bán, chợ Việt Nam cũng có bán, chợ đây Hàn cũng có bán. Chợ nào cũng có. Phi chợ mễ gì cũng có hết. Để đây đi cho nó sôi lên rồi mình tắt lửa. Giờ em qua em chiên tofu. Rồi dầu nóng rồi bỏ tàu hũ vô chiên. Đó. Chiên vàng.
Rồi, udon của em luộc nước sôi lên rồi thì em sẽ vớt nó ra. Cái rổ vớt udon ra. Chỉ cần nó sôi lên là được à. Rồi, tàu hũ của em đã vàng luôn rồi. Đó, thấy không? Nó vàng đều hai mặt luôn á. Giờ thì tắt lửa vớt ra thôi. Nhìn thấy lúc mà mới chiên thì nó bự, nó phình lên vậy đó. Nó nguội, nó xẹp xuống nhỏ lại à. Ok, thấy không? Nó xẹp xuống liền, thấy không? Miếng tàu hũ này nó xẹp lép xuống liền. Em cũng xài lại cái chảo chiên tàu hũ nãy á, đổ bớt dầu ăn, chừa lên một ít thôi, ít dầu ăn thôi. Rồi mình xào, ta thả củ hành tím của mình vô phi cho thơm. Nó thơm nức mũi luôn. Bay mùi thơm nguyên nhà. Đó, thơm lên rồi bắt đầu mình thả đây củ hành tây cắt vô, xào nấm vô, xào luôn, thơm quá. Rồi bây giờ em sẽ thả broccoli với bắp cải nãy nè của mình nè, thả vô xào nha. Được luôn, tất cả đều đổ vô xào đều tay. Ăn hủ tiếu xào hay là mì xào ngán thì mình chuyển qua udon. Xào cho cái cải của mình nó xèo xuống, chưa chín nha, để cái xèo mấy cái rau cải xuống, đừng để cho nó chín. Mình thả udon vô nữa. Em sẽ thả cái rổ udon nãy của mình, nó mình luộc á, thả vô. Bây giờ mình nêm nếm nha, cái này là bột súp chay nè, chút rau củ nấm chay, một muỗng rưỡi, một muỗng cà phê đường. Và em xài dầu hào chay. Và hắc xì dầu cho cái màu udon của mình nó đẹp, đậm đà, đẹp, ngon miệng nữa. Và dầu mè. Rồi trộn đều lên. Xào lên. Nhà thấy ngon chưa? Mình nhìn thấy hấp dẫn không? Wow, trên cái tuyệt vời. Cái tofu nãy mình chiên á, thả hết vô luôn. Cái tofu chiên vô, trộn lên. Rồi ăn thôi, chuẩn bị ăn thôi, xong rồi. Lên đây một miếng tiêu nữa. Và đây, thành phẩm của mình đây, udon xào chay. Ngon quá. Vừa ăn rất là ngon. Cái sốt không có mặn lắm, thơm ngon. Cầm udon nó dai 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 á, ăn ngon lắm.